Chào các bạn, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong phần cập nhật tin tức bóng đá trưa ngày hôm nay 14 tháng 11. Cảm ơn quý vị các bạn trong thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ với sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Hy vọng là sẽ mang đến cho tất cả quý vị các bạn những tin tức bổ ích và kịp thời. Các bạn thân mến, trong phần điểm tin trưa ngày hôm nay, mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Huấn luyện viên Ả Rập Xê Út đặc biệt cảnh giác Việt Nam trước đại chiến ở Mỹ Đình. Huấn luyện viên Nhật vẫn bị cổ động viên nhà công kích. Nhất định Việt Nam sẽ tránh được vết xe đổ mà Thái Lan vấp phải nhờ cái tình của Bồ Đức. Báo Mỹ dự đoán kịch bản thảm hại cho tuyển Việt Nam trước Ả Rập Xê Út. Mời các bạn cùng đón nghe. Huấn luyện viên Ả Rập Xê Út đặc biệt cảnh giác Việt Nam. Các bạn thân mến, trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam của chúng ta vào tối ngày 16 tháng 11 tại sân Mỹ Đình, mặc dù đội bóng này đã đóng cửa tập kín nhằm tránh sự nhòm ngó của truyền thông Việt Nam, tuy nhiên ông Rena cũng dành cho truyền thông nước nhà những chia sẻ về tuyển Việt Nam. Mới đây chia sẻ với truyền thông nước nhà đánh giá về tuyển Việt Nam, ông Rena cho biết: "Tôi khẳng định đội Ả Rập Xê Út tôn trọng tất cả các đối thủ tại bảng B. Trận đấu với tuyển Việt Nam rất quan trọng, nhưng tôi xin khẳng định là tinh thần các cầu thủ Ả Rập Xê Út trước trận đấu với tuyển Việt Nam là rất tốt. Tuyển Việt Nam theo tôi biết là một tập thể rất kỷ luật, chúng tôi có thể mường tượng ra kịch bản cho trận đấu. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn, không phải dễ dàng gì." Ông Rena nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu với Việt Nam tới đây. Vị huấn luyện viên người Pháp này cũng cho biết là mặc dù khó khăn, nhưng đội của ông cũng đặt ra mục tiêu là chiến thắng. "Mục tiêu của đội chắc chắn là tấm vé dự World Cup, vì thế chúng tôi không được phép chủ quan. Việt Nam là đội bóng có chỉ số phát triển thần kỳ và đang đứng đầu ở Đông Nam Á. Đây thực sự là một thách thức lớn của chúng tôi. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của họ. Họ là đội bóng có sự đoàn kết, các cầu thủ có nhiều gắn bó với nhau. Chúng ta không được phép chủ quan, đặc biệt là chơi trên sân nhà của họ, và chúng ta phải có nhiều phương án để đối phó với đối thủ này." Kính thưa quý vị các bạn, quý vị và các bạn đang nghe tin trên kênh YouTube Điểm Tin Bóng Đá. Để không làm phiền đến quý vị và các bạn khi đang nghe tin, kênh sẽ không đặt quảng cáo ở giữa video. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Nếu thấy hài lòng, hãy để lại một like hoặc một góp ý ở phần bình luận dưới video. Xin trân trọng cảm ơn và mời các bạn tiếp tục với phần tin ngày hôm nay. Vừa thắng Việt Nam, huấn luyện viên Nhật bất ngờ nhận thêm núi áp lực từ chức. Các bạn thân mến, chỉ thắng tối thiểu tuyển Việt Nam đã khiến cho ông Moriyasu của Nhật Bản đang chịu sức ép ghê gớm với yêu cầu là từ chức ngay lập tức. Dù được đánh giá cao nhất ở bảng B của vòng loại cuối cùng khu vực châu Á, song đoàn quân của ông Hajime Moriyasu đã chưa thể hiện được nhiều điều như kỳ vọng. Họ đã thua Oman, Ả Rập Xê Út nhưng cũng chỉ thắng Úc, Trung Quốc và Việt Nam với tỷ số 1-0. Một cổ động viên đã bình luận trên tờ Nikkei Sport của Nhật Bản như sau: "Tôi không thể tưởng tượng nổi một đội bóng dự World Cup lại chỉ thắng tuyển Việt Nam với tỷ số 1-0. Tôi cũng không hiểu nổi là chiến thuật của ông Moriyasu là gì nữa. Thật sự là một đội tuyển gây thất vọng." Huấn luyện viên Moriyasu dẫn dắt Nhật Bản sau World Cup 2018 là bị chê thiếu ý tưởng trong việc xây dựng đội bóng, dù họ sở hữu nhiều cá nhân thuộc loại xuất chúng đang thi đấu tại những câu lạc bộ hàng đầu ở châu Âu. Nhật Bản vẫn sở hữu những ngôi sao hàng đầu. Vậy yếu kém của đội, mọi người hiểu biết bắt nguồn từ đâu rồi chứ? Nếu có tự trọng thì ông Moriyasu hãy chủ động từ chức, một cổ động viên khác viết. Nhật Bản hiện đang có 9 điểm xếp thứ 3 ở bảng B và kém 1 điểm so với Úc và 4 điểm so với đội đỉnh bảng là Ả Rập Xê Út. Nhật Bản mới chỉ ghi được 4 bàn sau 5 trận đã khiến cho đoàn quân của ông Moriyasu gặp bất lợi nếu phải so sánh về hiệu số. Một cổ động viên tiếp tục chỉ trích: "Lối chơi của chúng ta hiện tại nhàm chán chưa từng thấy, tôi trông chờ vào chiến thắng đậm tại Mỹ Đình, nhưng đội đã không thể tấn công và khan hiếm cơ hội. Những chiến binh Samurai sẽ không thể khá hơn trừ khi Moriyasu thôi việc." Theo lịch thì thầy trò huấn luyện viên Moriyasu sẽ làm khách của Oman vào ngày 16 tháng 11 tới, với mệnh lệnh là phải thắng nếu không muốn đối diện với nguy cơ phải làm khán giả tại vòng chung kết World Cup 2022. Báo Mỹ dự đoán kịch bản bi thảm cho Việt Nam trước trận gặp Ả Rập Xê Út. Các bạn thân mến, theo trang báo Mỹ dự đoán thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải nhận đến 4 bàn thua khi tiếp đón Ả Rập Xê Út trên sân nhà Mỹ Đình. Vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu cực kỳ khó khăn gặp Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ 6 vòng loại thứ 3 World Cup. Cán cân đang nghiêng hoàn toàn về phía đội khách Ả Rập Xê Út bởi họ đang có phong độ là rất cao, vững chắc ở ngôi đầu bảng, xếp trên cả Úc và Nhật Bản với 13 điểm. Ngược lại thì tuyển Việt Nam của chúng ta đã toàn thua cả 5 trận và vẫn lún sâu ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Khi nhận định về trận đấu sắp tới, trang First Post của Mỹ đã dự đoán rằng với những chênh lệch về phong độ cũng như khó khăn
mà tuyển Việt Nam đang gặp phải. Khả năng rất lớn là thầy trò huấn luyện viên Park Seo sẽ tiếp tục nhận thất bại và đó có thể là trận thua đậm nhất của toàn đội ở vòng loại World Cup. Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn ở vị trí cuối bảng, đang có chuỗi trận toàn thua ở vòng loại thứ 3 World Cup. Ngược lại với Việt Nam thì Ả Rập Xê Út đang sở hữu phong độ thăng hoa, họ tỏ ra vượt trội so với các đối thủ và đứng nhất bảng. Cơ hội dự World Cup của Việt Nam gần như là bằng không vì họ buộc phải thắng tất cả các trận còn lại, thậm chí là phải hy vọng là các đối thủ của họ sẽ để thua. Ả Rập Xê Út sẽ tiếp tục hướng tới một chiến thắng để giành suất dự World Cup lần thứ 6 trong lịch sử của mình. Đội bóng này đã đánh bại Việt Nam 3-1 ở trận lượt đi và họ hy vọng sẽ làm được điều đó ở trận lượt về. Dựa vào phong độ của hai đội, chúng tôi dự đoán trận này Việt Nam sẽ thua 1-4 trước Ả Rập Xê Út. Trang báo của nước Mỹ viết: Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như tỷ số mà trang First Post dự đoán trở thành hiện thực, tuyển Việt Nam sẽ nhận trận thua đậm nhất ở vòng loại thứ 3 World Cup, thậm chí là ở cả chiến dịch vòng loại trước đó. Trong 5 trận đã đấu ở vòng loại thứ 3, thầy trò huấn luyện viên Park Seo chỉ để thua đậm nhất với cách biệt 2 bàn và nhận 3 bàn thua cùng với tỷ số 1-3 trước Ả Rập Xê Út ngày 2 tháng 9 và trước Oman ngày 12 tháng 10. Có thể thấy tuyển Việt Nam đang bị truyền thông của phương Tây đánh giá thấp sau khi chúng ta để thua cả 5 trận. Tuy nhiên, hy vọng là với sự cổ vũ của các khán giả nhà và quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên Park Seo sẽ có thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ Tây Á này. Việt Nam sẽ tránh được vết xe đổ Thái Lan nhờ cái tình của Bầu Đức. Các bạn thân mến, thi đấu chưa như ý ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018, bóng đá Thái Lan sau đó còn lâm vào một cuộc khủng hoảng không thể lường trước. Năm 2016, bóng đá Thái Lan tưng bừng ăn mừng chiến tích lần đầu tiên lọt vào một vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á. Thời điểm đó thì người Thái đang trên đỉnh Đông Nam Á khi thống trị cả sân chơi AFF Cup lẫn SEA Games. Khi đó ở Đông Nam Á, ít ai dám nghĩ chỉ ít tháng sau bóng đá Thái Lan đã lâm vào một cuộc khủng hoảng cho đến lúc này vẫn chưa có hồi kết. Ngày 28 tháng 3 năm 2017, đội tuyển quốc gia Thái Lan thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt về vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. 3 ngày sau, Kiatisak chấp nhận đề nghị của FAT là chủ động xin từ chức. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho rằng là đội tuyển quốc gia chơi không tốt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á vì đẳng cấp của huấn luyện viên Kiatisak là chưa đủ tầm. Sau đó thì FAT chiêu mộ huấn luyện viên Milovan Rajevac, nhưng ông này cũng không tạo nên được điều gì khác biệt. Tiếp theo đó, FAT đặt niềm tin vào một vị huấn luyện viên ngoại khác từng dẫn dắt Nhật Bản thi đấu tại World Cup trên đất Nga là ông Nishino. Nhưng giống như ông Rajevac, huấn luyện viên Nishino cũng không tạo ra sự khác biệt. Thậm chí là so với huấn luyện viên Kiatisak, hai vị huấn luyện viên ngoại kể trên còn thua xa ở một điểm, đó là xây dựng tính hệ thống cho bóng đá nước nhà. Zico Thái là người Thái, là cựu danh thủ tiếng tăm lừng lẫy, kinh nghiệm đầy mình và cũng là huấn luyện viên tài năng. Ông am hiểu bóng đá Thái Lan cực sâu và nên trong 4 năm làm huấn luyện viên trưởng đã góp công không nhỏ xây dựng nên hệ thống bóng đá xứ sở chùa vàng. Nhờ vậy mà Kiatisak đã thành công khi quản lý lứa U23 lẫn đội tuyển quốc gia. Người kế nhiệm cho Kiatisak không làm được như thế, Thái Lan thất bại ở SEA Games, thất bại luôn ở FA Cup, thất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup và cũng chơi tệ ở vòng loại U23 châu Á 2022. U23 Thái Lan thậm chí còn nhờ U23 Lào hỗ trợ mới giành được vé dự vòng chung kết. Ngay sau Thái Lan thì đến lượt Việt Nam cũng lần đầu tiên được dự một vòng loại World Cup, một vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á. Và giống như người Thái, tuyển Việt Nam đang gặp vô vàn khó khăn trước các địch thủ mạnh hàng đầu của châu lục. Thầy trò huấn luyện viên Park Seo thua liền 5 trận, giống như Kiatisak năm nào, dù từng rất được người hâm mộ yêu mến. Khi thua quá nhiều, thầy Park cũng đã bắt đầu nhận về nhiều sự chỉ trích. Liệu số phận của huấn luyện viên Park Seo có giống huấn luyện viên Kiatisak và bóng đá Việt Nam kéo theo đó có lao dốc như một loại Thái Lan? Thật khó để nói trước tương lai khi tuyển Việt Nam vẫn còn 5 trận đấu gian khó nữa ở vòng loại World Cup và ai biết là có khi nào giọt nước làm tràn ly. Nhưng giống như trường hợp Kiatisak, thầy Park là vị tướng rất cần cho bóng đá Việt Nam ở hiện tại lẫn tương lai xa. Bởi lẽ, dù là người Hàn Quốc nhưng cho đến lúc này, ông đã quá am hiểu bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, huấn luyện viên Park Seo cũng dành một tình yêu lớn cho bóng đá Việt Nam, không đơn thuần chỉ là mối liên hệ về công việc. Tương lai của huấn luyện viên Park và bóng đá Việt Nam ra sao? Điều đó sẽ phụ thuộc rất lớn vào tầm nhìn, công tác đánh giá của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tại những thời điểm khó khăn. FAT, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng từng sai lầm khi vội vã đẩy đi huấn luyện viên Kiatisak và cũng hy vọng rằng VFF sẽ không lặp lại điều đó. Ở thời điểm này thì VFF vẫn đang đứng về phía thầy Park dù kết quả của đội tuyển là không tốt.
Mới đây, VFF cũng đã chính thức thống nhất cùng vị huấn luyện viên Hàn Quốc là gia hạn hợp đồng đến đầu năm 2023. Ở phía ngược lại, cho dù VFF muốn giữ huấn luyện viên Park Seo thì cũng phải nghĩ đến tâm tình của huấn luyện viên này nếu tuyển Việt Nam tiếp tục thất bại và nhận quá nhiều sự chỉ trích từ giới bộ điệu. Khi đó thì sự động viên tinh thần cho huấn luyện viên Park Seo là điều tối cần thiết. Ngoài VFF thì mối thâm tình mà Bầu Đức dành cho huấn luyện viên Park Seo cũng sẽ là một động lực cực lớn để cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc cố gắng gồng mình cùng bóng đá Việt Nam đi qua những ngày gian khó. Từ năm 2017 cho đến nay, Bầu Đức ngoài việc đưa huấn luyện viên Park Seo về Việt Nam vẫn luôn đứng sau, ủng hộ, thậm chí còn nhận trả lương trong gần một năm đầu tiên. Sự hỗ trợ của Bầu Đức đã đánh động đến huấn luyện viên Park Seo và chiến lược gia người Hàn Quốc này luôn ghi nhớ ơn của vị tỷ phú phố núi. Xin nhắc lại một câu mới đây của huấn luyện viên Park Seo để những ai yêu bóng đá Việt Nam có cái nhìn rộng hơn về chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của chúng ta. Những thời gian tới, không chỉ tôi mà mọi người đừng chỉ chú ý vào kết quả. Chúng ta nên xây dựng phương án đặt ra mục tiêu là làm sao có được các kết quả, làm sao để tiếp tục được tham dự các vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup như thế này trong tương lai. Trên đây là phần điểm tin bóng đá trưa ngày hôm nay 14 tháng 11. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.